Thưa quý vị, thực hiện chương trình tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã tiếp 9 hộ dân kiến nghị liên quan đến việc hỗ trợ đền bù và bố trí đất tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xin thuê căn hộ chung cư, trả tiền nợ đất tái định cư và tách thửa đất. Trong 9 trường hợp tiếp dân sáng nay, có 4 trường hợp xin thuê chung cư, trong đó hộ ông Nguyễn Đình Hữu, phường Vĩnh Trung có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Cả hai vợ chồng và con ruột bị bệnh nặng, chưa có nhà ở. Hộ ông Trương Công Kiện, phường Vĩnh Trung có hoàn cảnh khó khăn, đang thuê nhà ở. Hộ bà Phan Thị Hạ, phường Nại Hiên Đông là mẹ liệt sĩ và trường hợp em Nguyễn Thị Quỳnh Giao, 23 tuổi, trú tại quê Mỹ, mồ côi cả cha lẫn mẹ, đang ở nhà thuê cùng với em trai. Trên cơ sở tham mưu của các sở ngành đơn vị và xét thấy, đây là những trường hợp có hoàn cảnh thật sự khó khăn và bức xúc về nhà ở, nên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ đồng ý giải quyết cho các hộ này được thuê chung cư. Đối với hộ bà Ngô Thị Mai, phường Hòa Hải, thuộc diện giải tỏa dự án khu đô thị công nghệ FPT, xét đây là hộ gia đình chính sách và khó khăn nên thống nhất phương án hỗ trợ thêm 100 triệu đồng. Về trường hợp ông Lê Phong, trú tại phường An Hải Đông, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nên với tinh thần nhân văn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ thống nhất đề xuất của các đơn vị là cho phép ông được tách thửa dù không bảo đảm diện tích theo quy định để giải quyết khó khăn của gia đình. Đối với trường hợp hộ ông Nguyễn Sửu, xin được cấp sổ đỏ với diện tích hơn 3.200m2 tại xã Hòa Phước, trước đây đã cho hợp tác xã mượn, đến năm 2005 hợp tác xã giải thể và hiện tại đã có 3 ngôi nhà được xây dựng trên đất. Sau khi xem xét pháp lý nguồn gốc đất đai, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng hướng dẫn người dân làm thủ tục để cấp sổ đỏ đúng theo luật định và phải giải quyết xong trong vòng 1 tháng. Về trường hợp hộ ông Trần Kim Văn, trú tại xã Hòa Phước, nộp tiền đất tái định cư trễ 52 ngày do điều chỉnh tên và làm thủ tục thừa kế kéo dài, nên phải áp dụng theo giá đất mới. Nay ông kiến nghị cho nộp tiền theo giá cũ. Xét thấy việc nộp trễ tiền đất tái định cư là do yếu tố khách quan nên Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ thống nhất đề xuất của các đơn vị là cho ông Trần Kim Văn nộp tiền nợ đất theo giá cũ. Đối với trường hợp ông Bùi Đình Thiện hiện đang công tác tại Bộ đội Biên phòng thành phố, trước đây ông công tác tại vùng 3 Hải quân và được cấp căn hộ khu tập thể vùng 3 Hải quân vào năm 2000. Đến năm 2018, ông bàn giao căn hộ tập thể cho cơ quan chức năng để làm dự án khu tái định cư phía đông đường Yết Kiêu. Với trường hợp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ thống nhất giải quyết cho ông Bùi Đình Thiện được mua một lô đất tại khu Nam Cẩm Lệ để an cư. Các trường hợp trong buổi tiếp dân sáng nay đều phấn khởi vì nguyện vọng chính đáng của mình đã được lãnh đạo thành phố tận tâm giải quyết một cách thấu tình đạt lý trên cơ sở tham mưu đầy trách nhiệm của các đơn vị hữu quan.